Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chọn BMW F850 GS209 hay là Triumph Tiger 800 2009. Cái điểm chung của chiếc BMW F850 GS và Triumph Tiger 800 2009 đều sở hữu cho mình phong cách thiết kế ấn tượng, đi cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ nhằm mang lại những cái trải nghiệm cầm lái thú vị cho cái người tiêu dùng Việt. BMW F850 GS209. Bước sang cái phiên bản năm 2009, cái chiếc F850 GS được BMW Motorrad cải tiến đáng kể với động cơ mới bằng thép nguyên khối, góc cạnh và nam tính hơn. Tương tự các phiên bản GS khác, đèn pha với công nghệ LED không đối xứng hoàn toàn mới, được trang bị tiêu chuẩn cho xe giúp gia tăng thêm tầm nhìn khi lái xe vào ban đêm. Trong khi hệ thống chiếu sáng ban ngày DLC Daytime Reading Light là cách tùy chọn cho cá tính của xe. Hệ thống kết nối thông minh kênh HDTV với màn hình màu TFT 6.5 inch hoàn toàn lớn hiển thị rõ ràng những thông tin, giúp kết nối với điều khiển nhiều tính năng hơn, ứng dụng cũng dễ dàng hơn. Hệ thống keo mới cùng với khung thép tăng thêm độ chắc chắn và chính xác khi lái xe. F850 GS 2009 lần đầu tiên được trang bị lớp không sầm với kích thước bánh trước lên tới là 90-90-21 và ở bánh sau là 150-70-17. Có cấu hình lạc gờ độc đáo phù hợp với những chế độ lái đa dạng và những địa hình đặc biệt khác nhau. Các yên xe được thiết kế tối ưu với chiều cao có thể điều chỉnh phù hợp hơn với bóng dáng người lái. Cái phần tay lái yên chỗ để chân được thiết kế tinh tế để mang đến cái cảm giác thoải mái hơn. Bình xăng chỉ có dung tích lên tới là 15 lít, giúp cho chiếc xe vận hành trong một khoảng thời gian rất dài. Chế một động cơ là 2 xăng có một cái dung tích là 853cc, thiết kế độ lệch các trục kiểu là 90 độ, góc đánh lửa là 270-45 độ. Động cơ của chiếc F850CS 2009 tạo ra một công suất 95 mã lực tại vòng tua là 8.250 vòng trên phút, so với cái mẫu là F800 cũ chỉ có 85 mã lực, và phần mô men xoắn là 92 Nm tại vòng tua 6.250 vòng trên phút. Cái mẫu F800 cũ thì có chỉ 83 Nm, mang lại cái tốc độ tối đa lên tới gần 200 km/h. Hai chế độ lái gồm Range Cross được trang bị tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết những điều kiện đường xá, cùng với đó là hệ thống chống bó cứng vành ABS, hệ thống chống trượt bánh ASD cũng được BMW Motorrad trang bị trên bản F850 GS 2009. Xe có ba chế độ lái Credit Mode Pro cũng được thiết kế cho cái đại diện mới của F-Series dưới dạng là tùy chọn. Với trang bị này thì trải nghiệm của mẫu xe sẽ trở nên đa dạng hơn với sự bổ sung thêm những chế độ lái Dynamic, On-Road cũng như hệ thống chống trượt DST Dynamic Traction Control hỗ trợ phanh trong cuồng ABS Pro, đèn phanh khẩn cấp chủ động phù hợp với từng nhu cầu người điều khiển, tăng thêm cái sự thích thú khi lái xe. Hộp số 6 cấp với bộ truyền động thứ cấp được bố trí ở bên trái, cùng với đó là cái sự hỗ trợ hệ thống xe nhanh Tri-Tip Assistant Pro giúp xe xuống nhanh mà không cần sử dụng con. Một loạt những trang bị tùy chọn như chìa khóa kho thông minh Headless Drive, hệ thống điều chỉnh điện tử Dynamic Ease Eco v.v. cũng có trên phiên bản F850 GS 2009 lần này. Triumph Tiger 800 2009. Phiên bản Tiger 800 là một cái dòng xe thiết kế đặc biệt nhằm chinh phục những địa hình là khó. Sẽ được trang bị cho mình hệ thống cuộc trước dạng Supra up down với cái đường kính tiêu mục 43mm và cái hành trình 180mm, đem đến cái sự chắc chắn khi xe vận hành tốc độ cao. Đặc biệt ở phiên bản XIT, hệ thống cuộc trước có thể tinh chỉnh được cái độ nhún và compression dynamic cũng có buộc giúp người lái phải chủ động hơn cho nhu cầu của mình. Hệ thống buộc sau tính từ Supra với hành trình 170mm. Cả hai cái phiên bản là Triumph Tiger 800 XA
và Tiger 800 XRT 2.9 tại thị trường Nam đều sử dụng cái vành mâm đúc nhôm, cái đường kính 17 inch cho bánh trước, cái đường kính là 19 inch cho cái bánh trước, 17 inch cho cái bánh sau. Dung tích bình xăng là 19 lít, có thể chinh phục tối đa là 350 km chỉ với một lần đổ đầy bình xăng. Thiết kế yên trước và sau rộng giúp người dùng thoải mái để đồ trên những cái chuyến đi xa. Các chiều cao yên có thể điều chỉnh từ 810 đến 830 mm. Phanh trước là đĩa đôi với đường kính trên bản XRT đi cùng heo Rainbow 2bis, trong khi bản XA sử dụng là heo Nissin. Tiger 800 2.9 có cái trọng lượng khôn của bản XA là 199 kg, còn phiên bản XRT là 202 kg. Cái mẫu xe Tiger 800 2.9 được trang bị những công nghệ an toàn mới nhất như phanh chống bó cứng ABS, bướm canh tử Flashback, kiểm soát bám đường Traction Control có thể tắt mở theo nhu cầu người dùng, cái khe cắm USB vân. Ngoài ra sẽ còn sổ cho mình màn hình 5 inch Full TFT Color, hiển thị đầy đủ những thông số chi tiết và sắc nét hơn. Cái màn hình TFT này có thể thay đổi cái độ sáng theo điều kiện môi trường. Tì biến hiển thị tới 3 phong cách khác nhau theo sở thích người dùng. Ngoài những chức năng nhằm tăng ra cái sự thoải mái cho người lái di chuyển trong điều kiện thời tiết lạnh, cũng như trang bị sự ấm tay lái, sự ấm ghế vân, đèn pha của mẫu xe này cũng được trang bị công nghệ đèn LED với cái đèn định vị ban ngày và đèn tín hiệu rẻ áp dụng cái công nghệ tự động tắt. Xe ôm Tiger 800 XA và XRT 2.9 sử dụng chung cái khối động cơ là 3 máy song song, dung tích là 800cc, DOC sinh ra công suất là 93 mã lực, tại vòng tua máy là 9.500 vòng trên phút và một cái moment xác đại là 79 Nm tại vòng tua 8.050 vòng trên phút, kết hợp hộp số 6 cấp. Cái mẫu xe mới này có tới 5 cái bãi gồm Range, Cross, Sport, Off-Road, Raider, giúp người lái có thể tùy biến theo sở thích cũng như điều kiện đường xá cần đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.